Và để thực hiện món cháo nấm gạo rang chay này thì chúng ta cần có những nguyên vật liệu như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị một chén gạo đã vo sạch ha. Rồi khoảng 10 tay nấm đông cô. Nấm đông cô này thì chúng ta có thể là chọn nấm đông cô khô về chúng ta ngâm cho mềm, hoặc là chúng ta chọn nấm đông cô tươi cũng được nha quý cô chú anh chị. Và nấm đùi gà, nấm rơm. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là mua được nấm mối thì rất là ngon ha. 200g nấm bào ngư rửa sạch xé sợi ha. Tiếp theo là 2 miếng đậu hũ trắng, 1 củ cà rốt và 1 củ sắn nhỏ. Về gia vị để nêm nếm thì chúng ta gồm có đường, muối, hạt nêm chay, tiêu, nước mắm chay, và hành lá cắt nhỏ, gừng cắt sợi, ngò rí cắt nhuyễn và một ít gừng cắt lát. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành rang gạo ha, và chúng ta sẽ cho chảo lên bếp và cho gạo, cho chén gạo vào trong chảo. Quý cô chú anh chị mình có thể chọn gạo thơm cũng được ha, gạo khô cũng được, hoặc là chúng ta có thể nấu bằng tấm. Chúng ta sẽ rang cho đến khi gạo nó chuyển sang màu vàng nâu á cô chú anh chị. Và khi gạo đã chuyển sang màu vàng như thế này ha, là được rồi cô chú anh chị. Rồi chúng ta cho sang một bên. Sau khi rang gạo xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi ha, và chúng ta sẽ cho phần gạo đã rang rồi vào nồi, nấu cho nhừ ra. Chúng ta chịu khó khuấy cho gạo không có bị đóng ở dưới đáy ha, để nó bị khét. Và trong thời gian chờ đợi cháo nhừ thì chúng ta sẽ sơ chế những nguyên liệu ha. Cà rốt thì chúng ta cũng sẽ cắt hạt lựu. Củ sắn chúng ta cũng sẽ cắt hạt lựu giống như cà rốt ha. Tiếp theo là nấm đùi gà. Nếu mà cô chú anh chị mình mua nấm đùi gà baby như thế này thì chúng ta có thể cắt làm tư. Còn nếu mà cô chú anh chị mình mua nấm đùi gà to thì chúng ta cắt đôi cái nấm ra như thế này ha. Rồi chúng ta mới cắt làm tư. Nếu mà to quá thì chúng ta có thể cắt làm 8 cũng được ạ. Nấm rơm thì chúng ta sẽ cắt làm đôi ha cô chú anh chị. Nếu mà nấm nhỏ quá thì chúng ta có thể để nguyên nấm cũng được ạ. Nấm đông cô thì chúng ta sẽ cắt lát nhỏ ha. Cắt đậu hũ.
thành từng miếng hạt lựu nhỏ hả? Sau khi cắt đậu hũ xong ha, và chúng ta chuẩn bị một chảo dầu, đợi cho dầu sôi và chúng ta sẽ cho đậu hũ vào chiên. Và dầu đã sôi thì chúng ta sẽ cho đậu hũ vào chiên ha. Quý cô chú anh chị mình lưu ý là chúng ta cho vào phía thành của chảo ha, để dầu nó sẽ không bị văng. Và cô chú anh chị mình lưu ý ha, dầu mà chúng ta chiên đậu hũ xong chúng ta sẽ không thể sử dụng lại để chiên lại, chúng ta chỉ chiên lại được đối với đậu hũ thôi, còn chúng ta chiên những loại khác thì nó sẽ có mùi nha cô chú anh chị, và mình lưu ý phần này. Sau khi đậu hũ đã vàng đều ha, chúng ta vớt ra. Sau khi cháo đã nhừ ha, và chúng ta sẽ cho vào đây trước phần củ sắn. Tiếp theo là cà rốt ha. Sau khi cắt xong, nắm xong ha, chúng ta sẽ bắt chảo lên bếp và cho một ít dầu ăn rồi. Dầu nóng thì chúng ta sẽ cho gừng sắc lát vào ha. Tác dụng của gừng xào này là chúng ta để cho cái mùi của nấm nó sẽ bớt đi, và chúng ta ăn sẽ không nghe được mùi nấm rồi. Gừng đã thơm thì chúng ta sẽ cho phần nấm vào. Tiếp theo là nấm bào ngư. Ta xào cho nó chín ha. Quý cô chú anh chị mình lưu ý ha, nếu mà chúng ta sợ nấm ra nước đó, thì chúng ta sẽ xào với lửa lớn ha. Chúng ta nêm vào đây một ít hạt nêm. Một ít muối. Một ít đường.
Sau khi xào phần nấm xong và chúng ta sẽ cho vào nồi cháo của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ nêm gia vị ha. Ta nêm vào đây 2 muỗng hạt nêm chay. Một phần tư muỗng muối. 2 muỗng đường. Hai muỗng canh nước mắm. Khi nêm thì cô chú anh chị mình có thể nếm rồi chúng ta gia giảm gia vị theo khẩu vị của gia đình mình ha. Sau cùng là chúng ta sẽ cho đậu hũ vào ha. Đây là nồi cháo nấm gạo rang chay đã xong ha, và chúng ta sẽ múc ra tô và thưởng thức thôi. Rồi, chúng ta sẽ cho một ít hành lá. Và cô chú anh chị mình lưu ý ha, đối với những người mà ăn chay mà kiêng ngũ vị tân, chúng ta sẽ không có ăn hành hẹ, chúng ta có thể là không sử dụng. Ở đây em sẽ nấu món chay dành cho tất cả mọi đối tượng, nên em sử dụng hành lá. Chúng ta cho một ít ngò rí ha, một ít gừng. Quất tiêu. Và chúng ta cho vài lát ớt lên. Và rau ăn kèm với món cháo này thì chúng ta có thể ăn kèm với giá sống ha. Và ngoài ra thì còn có thể ăn kèm với giò cháo quẩy hoặc là bánh mì cũng rất là ngon. Kính chúc quý cô chú anh chị mình có một món ăn thật là thơm ngon và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.